Thì hôm nay mình lại tiếp tục về 250 đây anh em. Thì mình giới thiệu cùng anh em đây là cái lô hàng mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ? Thứ tư, thứ năm nhỉ? Thứ năm hay sao? Thứ năm. Thứ tư. Nay là ngày 17 ta. Ngày 17 tháng 8 nhỉ. Mình về tiếp lô hàng thì mình khui ra cho anh em cùng xem nhá. Tiếp tục lại là 250 đây anh em. Thì anh em nào cần máy thì cứ đến với mình nhá. 250. Này khui kiểu này cho nó nhanh nhỉ. Đó, một thùng như này là 4 cây. Đó. Đây anh em. 250. Một thùng như này là 4 cây nhá. Cứ tuần cho đi như thế này đến tay anh em là được anh em ạ. Đó, thì hàng đây anh em, 250 mà. Quay lại gần đây anh ơi. 250 thì lúc nào nó cũng là một cái hàng rất là hot. Đó. Đối với mình nó là cái hàng hot và anh em chắc có lẽ anh em chưa có tìm hiểu về những cái dòng máy này thì anh em thấy là mình bán cái dòng máy này thì anh em mua rất là nhiều. Và cứ một tuần là mình cho đi từng này luôn anh em. 250 thì nó được sử dụng một cái quả piston đó là 42.5 mm và 45.4 cc. Đó, tương đương với lại 46cc đó mọi người. Xấp xỉ. Thì những cái dòng máy tin 250 này á thì phụ tùng với mình rất là nhiều luôn. Những cái phụ tùng phụ kiện của nó thì anh em ví dụ như anh em mua một chiếc máy như thế này mà anh em cần mua thêm bất kỳ một cái món nào á, thì anh em cứ nhắn với mình thì mình sẽ gửi kèm với máy đi cho mọi người cùng để mọi người sơ cua luôn. Đó, những cái dòng máy 250 này thì nó được sử dụng là hai ốc lam mọi người. Đó, em quay vào đây cho anh coi này. Đây là hai ốc lam này. Đó, hai ốc lam. Hai ốc lam này thì nó sử dụng là cái ốc 19 mọi người. Ốc 19 và cái con này nó có thắng xích luôn mọi người. Đó, thắng xích mọi người. Đó, làm thoải mái. Không bao giờ bị hỏng cái tay này đâu mọi người nhá. Trừ cái trường hợp mà mọi người làm mà kiểu như là bị xe nó đè lên máy thì nó mới hư, bị vỡ, bị bể thôi. Hư cái máy nào mà bị đè thì nó cũng hư hết. Đó, 250 này thì mọi người thấy là nó sử dụng một cái bộ chế JAMA, bộ công tắc, một bộ chế JAMA và công tắc này mọi người. Đó, công tắc cực kỳ là hay luôn. Đó, một cái nút công tắc này mà nó sử dụng tới 4 chế độ. Đó, và cái cơ cấu của nó sử dụng rất là đơn giản. Mọi người lấy ra cũng rất là đơn giản luôn. Đó. Rút cái dây điện này ra này, cái dây điện này nhiều khi là anh em gỡ ra mà anh em không biết có cắm vào đâu. Đó, nó có cái khe chiếc siêu siêu này thôi. Đó, mọi người thấy không? Cái dây điện này. Đó, mọi người thấy không? Đó. Này, cắm vào đây này. Đó. Cái công tắc này. Và mọi người muốn lấy cái lọc gió này ra đúng không? Thì một số anh em mà không có chuyên về cái dòng này á, thì anh em hay cậy. Nhưng với mình này, anh em này. Đó. Xong, đâu phải cậy gì đâu đúng không? Làm đúng tư thế thôi. Này. Anh em thấy không? Này. Cầm đây. Đó, cầm đây. Đó, xong. Đâu phải lấy cái gì cậy ra đâu. Rất là đơn giản. Gắn vào còn nhiều khi còn khó hơn là lấy ra. Đó. Thấy không? Này, rút này đây. Đó. Rất là đơn giản luôn. Cực kỳ là đơn giản luôn. Hơi chật trội. Đấy, còn cái phần bô này anh em. Chia sẻ tiếp về cái phần bô này. Anh em mà muốn cái máy nó mạnh hơn ấy, thì anh em có thể là đi vào gió đá làm khoét cái lỗ này nó rộng là một chút xíu. Lấy cái ống cỡ ngón tay này làm vào đây. Cái lỗ nó thoáng hơn thì cái bô nó thoáng hơn, nó nổ lực máy hơn và cái máy chạy bốc hơn, mạnh hơn. Đó. Tăng công suất máy lên. Rồi, còn cái chụp giật này thì anh em có thể là nâng cấp lên từ một chó lên hai chó. Đó. Một chó lên hai chó và cái nắp xăng, nắp nhớt của nó là nắp cài như thế này. Đó. Nó mà có một cái dây như thế này. Không bao giờ rơi được luôn. Và cái chi tiết này nhỏ nhỏ như này này. Chia sẻ cùng mọi người này. Đó, làm sao nó có cái dấu ở đây đúng không? Tại sao nó có cái dấu ở đây? Cái dấu ở đây là nó để này. Đó. Cái mục đích của nó mọi người. Đó. Đặt vào đây. Rồi. Đó này. Tách. Vậy là xong. Nắp xăng cũng vậy. Đó. Rất là đơn giản luôn. Rồi. Sử dụng 250 thì mọi người cứ lưu ý là xăng nhớt đầy đủ. Mọi phụ kiện thì đã có toàn lo và vấn đề tư vấn về kỹ thuật
sửa chữa như thế nào thì đã có Toàn lo, mọi người yên tâm nhé. Tiếp tục mọi người hãy ủng hộ Toàn máy bãi nhé. Toàn máy bãi Toàn bán toàn máy mới thì hiện giờ thì không có cái gì nó xa lạ với anh em rồi. Đây có cái lan 70 này, thử gắn cái lan 70 vào đây cho anh em thử xem nhé, cho nó có ra cái gì không này. Đây lan 70 có gắn vào được không, hình như là không có gắn được anh em. Lỗ to quá quá to luôn ngược. Chào mọi người nha, chào mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Hôm nay ngày 17 tháng 8 2023 hàng lại về. Anh chị em nào mà có muốn mua máy zin hoặc là mua máy nâng cấp thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Toàn để góc màn hình này, 0947 207 718 hoặc là 0941 797478 mọi người. Thôi, bye bye mọi người nhé.